Video trước thì mình đã cài đặt xong cái Laravel Excel, thì ở video này mình sẽ tạo demo, tạo tạo cái form, mình sẽ tạo cái nút để mình export. Đây, mình sẽ có một cái là đây nó không phải submit này. Này mình style name bằng export đấy. Alo, mình cứ để vậy đó. Đây. Ở cái chỗ trọng thái này mình cũng giống như lúc nãy nhé. Mình để cái cho này value bằng năm đi nhé, để khỏi khỏi nó khi mà kích vào ấy, nó lại nhận cái giá trị trạng thái kia nên thành ra nó sẽ lại sớt đấy. Thì ở đây mình sẽ check nếu mà tồn tại thằng export này, mọi người vẫn mở cho mình ở trong cái controller nhé. Trong cái admin transaction controller ấy, đây ở dưới cái hàm khi query này này, if nếu tồn tại import, ok. Nếu tồn tại thằng này thì tiến hành mình sẽ gọi gọi tới import Excel đấy. Đây mình sẽ thử DD này. Đấy. Ok, vậy là nó đã cái phần này nó đã thành công nhá. Tiếp tục ở video sau nữa mình sẽ video sau nữa là mình sẽ à, để mình đổi cái class này nhìn cho nó khác. Thôi, cho nó info đi, cho nó màu khác. Ở video sau thì mình sẽ tiến hành việc export những cái thông tin này ra file Excel.